Kính thưa quý vị, cách đây 45 năm, trong lúc cả dân tộc đang dồn sức cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thì nhiệm vụ giải phóng các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông được đặt ra hết sức cấp bách, nhất là đối với các đảo, quần đảo có vị trí chiến lược như Trường Sa. Một câu hỏi đặt ra là việc giải phóng các đảo, quần đảo này vào thời điểm nào cho thích hợp và hiệu quả, đòi hỏi được tính toán và cân nhắc rất kỹ. Và việc Trường Sa được giải phóng vào ngày 29 tháng 4 năm 1975 đã cho thấy tầm nhìn chiến lược, cho thấy ý thức về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của cơ quan tổng hành dinh chúng ta vào thời khắc cuối cùng của cuộc chiến. Kế hoạch chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam do Bộ Tổng Tham mưu xây dựng lúc ban đầu chưa có phương án giải phóng Trường Sa. Nhưng với nhãn quan chiến lược của các nhà lãnh đạo lúc đó đã xác định cần tổ chức giải phóng kịp thời phần đất này với phương châm hành động cũng phải thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng. Chiến dịch giải phóng Trường Sa được tiến hành sau khi giải phóng Đà Nẵng. Tháng 10 năm 1974 thì Bộ Tư lệnh Hải quân rồi một số tướng lính nữa đề đạt với Đại tướng Võ Nguyên Giáp kế hoạch giải phóng Trường Sa. Đại tướng đồng ý ngay, Bộ Chính trị duyệt ngay. Và cái việc mà giải phóng Trường Sa là một cái thắng lợi chiến lược. 45 năm sau ngày Trường Sa giải phóng, những cựu chiến binh tham gia giải phóng H1, mật danh của đảo Song Tử Tây, lại có dịp gặp nhau ở Hải Phòng với những câu chuyện, những ký ức về chuyến ra khơi tháng 4 năm 1975. Ngày ấy mọi thứ đều khó khăn. Tàu chuyển quân được ngụy trang thành tàu cá để đảm bảo bí mật bất ngờ. Và đây cũng là lần đầu tiên họ được giao nhiệm vụ chưa có tiền lệ, dùng đặc công đánh đảo. 1 giờ sáng đổ quân xuống, thế thì bắt đầu là đi là xuồng, đi xuồng cao su đấy, là 5 người một vào xong bắt đầu đến cách bờ là khoảng là như là đảo Song Tử Tây thôi, cách bờ là khoảng 5 km, thì lúc bây giờ là quân của ta lúc bây giờ là xuống bơi vào trong ấy là đảo, thì cái lúc bây giờ mình nổ súng cái trời nó mùa sắp sang hè rồi nó sáng, cho nên cái hợp đồng là 4 giờ sáng là đã phải nổ súng hoặc 4 giờ rưỡi là đã phải giải quyết chiến trường xong. Khi mình kéo lá cờ lên rồi thì mình đã khẳng định được cái chủ quyền của mình ở đây và cũng đã báo hiệu cho cái lực lượng ngoài tàu là mình đã làm chủ được trận địa. Chứ nếu mà mình không có cái tín hiệu nào thì ngoài tàu mà pháo cứ nã vào thì lại pháo nã vào quân mình. Trận mở màn vào Song Tử Tây cách Đà Nẵng gần 500 hải lý kết thúc chóng vánh. Thế nhưng những người lính đặc công lại đối mặt với một thách thức mới, căng thẳng không kém lúc ra trận. Đó là bằng mọi giá phải giữ đảo, không để cho nước ngoài thừa cơ chiếm đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nếu mà nói cho đúng, đặc công chỉ có nhiệm vụ đánh và bàn giao cho các đơn vị khác. Nhưng mà lúc đấy còn lực lượng nào đâu nữa đâu ạ. Bởi vì chúng ta đã chọn một cái đảo gần nhất với ta, nhưng cũng phải 3 ngày mới đến nơi từ đất liền. Cho nên trên mới bổ sung cho chúng tôi 2 khẩu, một khẩu DKZ và một khẩu cối. Bằng cái mưu trí sáng tạo của lực lượng đặc công thôi, đưa các cái ống nước dương lên, đắp ụ pháo, làm giả những trận địa, để cũng không dám đến gần. Nó chỉ đến xa xa thôi, nó lại nở ra thôi. Sau Song Tử Tây, cờ của mặt trận dân tộc giải phóng lần lượt được kéo lên ở các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn và Trường Sa lớn. Khẳng định được chủ quyền bất khả xâm phạm trên quần đảo này, lực lượng hải quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong vòng nửa tháng với những cố gắng lớn nhất. Từ đây, Việt Nam đã củng cố thế đứng vững chắc trên toàn bộ quần đảo, vốn được xác định là lá chắn phòng thủ từ phía sườn đông của Tổ quốc.